Đây là quá trình phá khối cho tác phẩm Giao Long Đắc Thủy trên phơi gỗ nặng gần 2 tấn. Và bật mí với các bạn, đây chính là tác phẩm Giao Long Đắc Thủy, một cái tên cực kỳ lạ lẫm nhưng mà đầy ý nghĩa mà một bác khách ở trong Sài Gòn vừa mới bay ra để khai mộc hôm vừa rồi. Và hôm nay thì chúng tôi đã bắt đầu tiến hành phá khối cho tác phẩm này. Và khác với các cái tác phẩm về con rồng, với con rồng ở trên tác phẩm Giao Long Đắc Thủy này thì thể hiện một cái sự hiền hòa, một cái sự êm dịu, cũng như là một con rồng đang phun mưa lành để tưới tắm cho nhân gian, mang lại cho nhân gian cái mưa thuận gió hòa, cây cỏ tốt tươi. Và để phá khối chính là cái quá trình mà chúng tôi tạo hình, tạo bố cục cho từng cái vị trí. Và sau khi phá khối xong thì hiện tại chúng tôi lại tiếp tục vẽ những cái nét vẽ chi tiết để hoàn chỉnh từng cái vị trí mà nó không bị mất đi những cái đường nét cụ thể, ví dụ như là râu, mắt, chân, tay hay là các cái đường vảy. Và chúng ta hãy cùng chờ từ nay đến cuối năm để xem cái tác phẩm trên phôi gỗ mà nặng gần 2 tấn này sẽ như thế nào nhé.